20 ông nhủ rằng các ghế có đi ngược về suối, lật có biết đến thế ông lầm ở nơi bao chứ đến ông mười lầm ở chỗ nề cất đô lật quá cầu bên thủy sông Lam có dài núi Hồng. Chứ hôm nay ông nghe vang vang bên tai những câu hò ví dặm, ông thấy cái chân mẹ lòng mẹ bà ra lội thiên hai mà suối tiện hoàn đưa luôn ngắm ngắm mẹ mùi nửa năm mà tiếng càng càng mồ bước chân ai ước cụ duyên tiên có thể thôi. Sẽ đã mong diễu nhà nước chảy hóa trôi cắn hạ bay lên vút tận hân nè trời.
chữ áng mây săn vâng con làng dò chữ xứ nghề quê hoang cây cỏ là sân nà mà ai lên bứt đồng chân trời thời vô sự nghề là nơi nơi đền để hòa chiếc thuyền sông ông hoàng người đang đầu bên sông ông bảo rằng để chờ các thanh đồng đi đầy hồi trong đất Nghệ An tháng mười dầu răng đồng hôm nay hoàng mười cùng vẫn vương phàm trần hôm nay nhà họ họ tụng con mừng ngày mừng hai tháng mười niên màu tức ngài luôn tỏa ánh hào quang của ngài để tụ bắt bắt xa trăm họ đang phúc lai với đời rằng xong lễ này rồi con không mong gì hết thương con già để họ vò nhiều lắm để tâm cha họ vò cũng được thoải lòng tiệc hoàng mười